Mến chào các em học sinh khối 8 trường Trung học cơ sở Phước Thiền đến với môn ngữ văn. Hôm nay cô và các em lại đồng hành cùng nhau ở tiết 2 của văn bản Khi con tu hú của nhà thơ Tố Hữu. Các em thân mến, ở tiết 1 chúng ta đã hoàn thành xong mục 1 La Mã tìm hiểu chung. Các em đã được tìm hiểu những nét cơ bản về tác giả và tác phẩm. Ở tiết học hôm nay, cô sẽ giúp các em tìm hiểu hai nội dung còn lại, đó là hai La Mã đọc hiểu văn bản và ba La Mã tổng kết. Mời các em vào tiết 86 văn bản Khi con tu hú. Các em thân mến, với văn bản Khi con tu hú, nhà thơ Tố Hữu muốn gửi gắm tới độc giả điều gì? Chúng ta sẽ cùng phân tích bài thơ để hiểu rõ hơn về tư tưởng, tình cảm và những thông điệp trong bài thơ. Các em vào mục 2 La Mã đọc hiểu văn bản. Chúng ta đi tìm hiểu một nhỏ 6 câu thơ đầu tiên. 6 câu thơ đầu tiên này nó chính là bức tranh thiên nhiên mùa hè trong tâm tưởng của người tù cách mạng. Các em cũng lưu ý cho cô, khi phân tích một bài thơ thì phương pháp nó sẽ khác với phân tích văn bản, văn xuôi. Các em hãy bắt đầu từ những tín hiệu nghệ thuật, từ đó để làm rõ nội dung của bài thơ. Vậy tín hiệu nghệ thuật là gì? Tín hiệu nghệ thuật là những biện pháp tu từ, những hình ảnh thơ, cách ngắt nhịp, vân vân. Và trong bài thơ này thì không có quá nhiều biện pháp tu từ. Vậy chúng ta sẽ cùng xoáy sâu vào những hình ảnh thơ giàu chất tạo hình. Bây giờ cô mời các em quan sát 6 câu thơ đầu và trả lời cho cô những câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất, khung cảnh làng quê mùa hè được miêu tả qua những chi tiết nào? Cô sẽ gợi ý cho các em. Các em chú ý gạch chân vào những chi tiết. Thứ nhất là hình ảnh, âm thanh, màu sắc, hương vị, không gian. Câu hỏi thứ hai là các em hãy phát hiện trong đoạn thơ đầu có sử dụng những biện pháp nghệ thuật nào? Và qua đó các em có nhận xét gì về bức tranh mùa hè được thể hiện ở trong 6 câu thơ đầu? Các em chú ý gạch chân vào những chi tiết ở trong sách giáo khoa của mình để chúng ta dễ dàng phân tích tác phẩm. Chúng ta thấy rằng thông thường một bức tranh, nếu như theo quy luật của hội họa, nó sẽ gồm những yếu tố như hình ảnh, màu sắc, âm thanh, đường nét. Và trong bài thơ Lục Bát này, chúng ta thấy nó hội tụ tất cả những cái yếu tố đó. Cô và các em hãy tìm hiểu nhé. Trước hết là về hình ảnh. Một loạt các hình ảnh đặc trưng tiêu biểu của mùa hè đã được hiện ra trong 6 câu thơ trên. Đó là những hình ảnh lúa chiêm, trái cây, bắp, sân, vườn, nắng, trời, đôi con diều sáo. Các bạn thấy đây là những hình ảnh như thế nào nào? Đó là những hình ảnh rất thân thuộc, rất gần gũi và vô cùng sinh động của mùa hè làng quê Việt Nam. Yếu tố thứ hai đó là về màu sắc. Bức tranh thiên nhiên có sắc vàng của bắp, của lúa, có màu hồng của nắng và có màu xanh của vườn cây, của bầu trời. Tất cả những cái gam màu này nó hòa quyện vào nhau, tạo nên cái nét chấm phá cho cái bức tranh trở nên vô cùng gì tươi tắn, rực rỡ và sinh động. Yếu tố thứ ba chúng ta cần tìm hiểu đó chính là âm thanh. Chúng ta thấy trong bức tranh này có tiếng chim tu hú, có tiếng ve ngân, có tiếng sáo diều. Đây đều là những âm thanh để báo hiệu mùa hè đã đến. Và những âm thanh này nó vang lên thật là vui tươi và rộn rã. Yếu tố chúng ta tiếp tục tìm hiểu đó chính là yếu tố về hương vị.
Các em sẽ thấy rằng trong 6 câu thơ này chúng ta cảm nhận được mùi hương nồng nàn của cánh đồng lúa chín, của bắp, vị ngọt của trái cây trĩu quả. Tất cả những cái hương vị này vô cùng là ngọt ngào. Và có một yếu tố không thể bỏ qua được, đó chính là yếu tố không gian. Các em quan sát cho cô hai câu thơ 5 và câu thơ 6. Trời xanh càng rộng càng cao, đôi con diều sáo lộn nhào từng không. Bầu trời ở đây cao, rộng, xanh thẳm, và trên đó có hình ảnh đôi con diều sáo đang trao liệng. Tất cả những cái hình ảnh này nó tạo nên một cái không gian vô cùng cao, rộng, khoáng đạt và tự do. Vậy chúng ta có thể cảm nhận được ở 6 câu thơ lục bát thôi, nhưng nó đã mở ra một bức tranh đồng nội thật là gần gũi, một bức tranh quê hương của làng quê Việt Nam. Những hình ảnh tiêu biểu của mùa hè làng quê Việt Nam đã được tác giả chọn lọc và đưa vào bài thơ. Có tiếng ve râm ran trong vườn, có lúa chim chín vàng trên cánh đồng, có trái cây đang ngọt dần, có bầu trời cao rộng. Vậy thì cảnh vật của bức tranh được tác giả miêu tả theo trình tự nào? Chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng cảnh vật bức tranh được tác giả miêu tả theo trình tự từ thấp đến cao, từ xa đến gần. Các em thấy rằng trong đoạn thơ trên tác giả đã sử dụng những từ ngữ vô cùng là tinh tế. Quan sát đoạn thơ và các em hãy xác định cho cô những động từ, những phó từ được tác giả sử dụng trong cái bài thơ này. Cô xin lỗi, trong đoạn thơ này. Chúng ta thấy rằng ở đây tác giả đã sử dụng những động từ như là chín, dậy, lộn nhào, ngân. Rồi sử dụng các cặp từ hô ứng là càng, càng. Sử dụng phó từ chỉ thời gian là đang và dần. Cùng với đó là điệu thơ, giọng điệu thơ nhẹ nhàng, tươi vui. Và sử dụng thủ pháp liệt kê, biện pháp đảo ngữ và hình ảnh thơ chọn lọc. Vậy thì từ việc sử dụng những từ ngữ như vậy, tác giả đã gợi lên trước mắt người đọc một bức tranh mùa hè vô cùng rực rỡ, tươi đẹp, tràn đầy sức sống và vị ngọt ngào của những đặc sản của quê hương. Tất cả mọi cảnh vật ở đây đều căng tràn, đều vận động, đều tràn đầy cái sức sống. Và nó đều được đánh thức dậy từ tiếng chim tu hú kêu đầu bài thơ. Vậy qua đó, các em hãy nêu cho cô cảm nhận được gì từ tâm hồn của nhà thơ? Chắc chắn rằng phải là một con người có tâm hồn tinh tế, yêu đời, khao khát tự do thì tác giả mới có thể cảm nhận được những cái vẻ đẹp vô cùng tinh tế của bài thơ này. Hình ảnh đôi con diều sáo đã kết thúc ở 6 câu thơ đầu. Hình ảnh này chúng ta thấy rằng nó không chỉ được hiểu theo nghĩa thực mà nó còn được hiểu theo cái lớp nghĩa biểu tượng. Phải chăng đôi con diều sáo kia là biểu tượng của cuộc sống tự do đang vẫy gọi nhà thơ, người chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi đang làm một cuộc vượt ngục tinh thần qua song sắt để như cánh diều kia bay lượn tự do trên bầu trời. Phải có sự gắn bó, lòng yêu cuộc sống thiên nhiên tha thiết thì nhà thơ mới vẽ nên bức tranh thiên nhiên mùa hè tuyệt đẹp đến như vậy. Các em lưu ý cho cô, bức tranh này được vẽ nên trong tâm tưởng của chính người tù cách mạng. Tiếng chim tu hú đã thức dậy mùa hè trong lòng của chính người chiến sĩ cách mạng. Như vậy, ở 6 câu thơ đầu, các em có thể chốt lại cho cô. Thông qua những cái hình ảnh miêu tả từ ngữ gợi cảm, nhà thơ đã vẽ nên một bức tranh thiên nhiên mùa hè tươi đẹp với những âm thanh rực rỡ sắc màu, hương vị ngọt ngào, bầu trời khoáng đạt, tự do trong cảm nhận của người tù chính trị. Vậy thì các em thấy là không gian và thời gian thay đổi thì chắc chắn rằng tâm trạng của nhân vật trữ tình cũng sẽ thay đổi theo.
chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu bốn câu thơ cuối. Tâm trạng của người tù chính trị. Các em có thể tìm hiểu đoạn thơ thông qua các gợi ý sau. Thứ nhất là xác định nhịp thơ ở câu 8, câu 9. Thứ hai là tìm những từ ngữ chỉ trạng thái, cảm xúc, hành động. Thứ ba là xác định kiểu câu ở câu 8, câu 9, câu 10. Và cuối cùng là nhận xét cho cô giọng điệu của bốn câu thơ cuối. Từ việc tìm hiểu những câu hỏi trên, các em sẽ phát hiện ra được hiệu quả của các tín hiệu, các biện pháp nghệ thuật. Và từ đó sẽ dễ dàng cảm nhận được vẻ đẹp tâm hồn của người chiến sĩ. Ta nghe hè dậy trong lòng, mà chân muốn đạp tan phòng hè ôi. Ngột làm sao, chết uất thôi, con chim tu hú ngoài trời cứ kêu. Các em chú ý cho cô ở cái bốn cái câu thơ này. Thứ nhất là về cách ngắt nhịp. Cách ngắt nhịp ở đây là bất thường. Ở cụ thể là ở câu số 8 và câu số 9. Thông thường ở câu lục chúng ta sẽ ngắt nhịp 2, 2, 2. Nhưng ở câu 9 lại ngắt nhịp là 3, 3. Trong thơ lục bát, câu bát thường ngắt nhịp 4, 4. Nhưng ở đây lại ngắt nhịp là 6, 2. Tác giả đã sử dụng các động từ mạnh như là dậy, đạp tan, ngột, chết uất. Kết hợp với đấy là các từ cảm thán như ôi, làm sao, thôi. Và nhà thơ đã trực tiếp bộc lộ tình cảm, cảm xúc riêng của mình. Tất cả những tín hiệu đó đã chuyển đến người đọc, cho chúng ta thấy được rằng một cái tâm trạng u uất, ngột ngạt và tù túng của nhân vật trữ tình. Quay trở lại với hoàn cảnh sáng tác, lúc này tác giả không còn được sống trong những cái hình ảnh, trong những cái tháng ngày phơi phới, được tham gia hoạt động cách mạng, được cống hiến cho lý tưởng cách mạng nữa, mà thay vào đó tác giả đang bị giam cầm trong nhà tù lạnh lẽo. Và cảm xúc này đã được nhà thơ từng được nói tới trong cái bài thơ Tâm tư trong tù. Cô đơn thay là cảnh thân tù, tai mở rộng và lòng sôi rạo rực. Tôi lắng nghe tiếng đời lăn rạo rực, ở ngoài kia vui sướng biết bao nhiêu. Cuộc sống tự do ngoài kia cứ vậy gọi người chiến sĩ, khiến cho tâm trạng của người chiến sĩ trở nên bức bối u uất. Và làm cho sự đột ngột này toát lên từ chính những câu thơ. Tất cả dường như đang muốn bung bật ra, biến thành hành động để phá tan xiềng xích, phá tan nhà tù, để trở về cuộc sống tự do ở bên ngoài. Để trở về với cuộc sống ở nơi đó có đồng bào, có đồng chí, đồng đội thân yêu của chính nhân vật trữ tình. Bây giờ cô mời các em hãy quay trở lại với hình ảnh của tiếng chim tu hú. Các em quan sát bài thơ và trả lời cho cô biết. Tâm trạng người tù cách mạng khi nghe tiếng chim tu hú kêu ở đoạn thơ đầu và đoạn thơ cuối có điều gì khác nhau? Nếu các em để ý thì chúng ta thấy rằng tiếng chim tu hú ở mỗi đoạn đều mang đến những thông điệp hoàn toàn khác nhau, đồng thời nó thể hiện tâm trạng khác nhau. Chúng ta quan sát rằng tiếng chim tu hú ở đầu bài thơ, đó thứ nhất đó là tiếng chim gọi bầy, báo hiệu mùa hè đến. Thứ hai, nó là tiếng gọi vào hè tươi vui, náo nức, mở ra một bức tranh thiên nhiên mùa hè đẹp, sống động, tràn đầy sức sống. Còn tiếng chim tu hú ở cuối bài thơ, con chim tu hú ngoài trời cứ kêu, nó lại là tiếng chim khắc khoải, da diết, gợi niềm chua xót, gợi cái tâm trạng u uất bí bách của người tù cách mạng. Nhưng điểm tương đồng của tiếng chim ở hai thời điểm đó chính là việc nó thể hiện tiếng gọi của tự do, cuộc sống, niềm khát khao, hành động của nhân vật trữ tình. Đây chính là cái nghệ thuật đầu cuối tương ứng. Bài thơ kết thúc mở bằng tiếng chim kêu rục rã những hành động sắp sửa diễn ra.
Như vậy ở cái phần 2, phần tâm trạng của người tù, các em có thể chốt lại cho cô là tác giả đã bộc lộ trực tiếp tình cảm, sử dụng từ ngữ cảm thán. Và bốn câu thơ cuối này nó đã thể hiện cái tâm trạng đau khổ, uất ức, ngột ngạt, niềm khát khao cháy bỏng muốn thoát ra khỏi cảnh tù ngục, trở về với cuộc sống tự do. Các em quan sát lên màn hình, chúng ta thấy rằng cái hình ảnh chim tu hú thì các bạn đã được bắt gặp trong cái văn bản lao sao ở ngữ văn 6. Và sau này khi lên lớp 9, các em sẽ được bắt gặp hình ảnh chim tu hú trong bài thơ Bếp lửa của nhà thơ Bằng Việt. Tu hú ơi chẳng đến ở cùng bà, kêu chi hoài trên những cánh đồng xa. Và những tiếng chim tu hú trong mỗi bài thơ, mỗi bài văn của mỗi tác giả đều thể hiện những cái thông điệp khác nhau, nhưng qua đó đều bộc lộ những cái tâm tư và tình cảm. Bây giờ cô mời các em chuyển sang phần 3 La Mã, cùng tổng kết lại nội dung và nghệ thuật của bài thơ. Về nghệ thuật, văn bản này được viết theo thể thơ lục bát, mượt mà, uyển chuyển, giàu nhạc điệu. Dòng thơ thì tự nhiên, khi tươi sáng, lúc khoáng đạt, khi thì dằn vặt, lúc sục sôi. Còn về nội dung, bài thơ đã thể hiện sâu sắc lòng yêu cuộc sống và niềm khát khao tự do cháy bỏng của người chiến sĩ cách mạng trong cảnh tù đầy. Các em cùng quan sát cái sơ đồ để chúng ta củng cố lại bài học. Ở trên màn hình là sơ đồ để củng cố bài học cho các em. Bài thơ Khi con tu hú đã vẽ nên hai bức tranh. Bức tranh thứ nhất là bức tranh mùa hè, bức tranh của thiên nhiên. Bức tranh thứ hai là bức tranh tâm trạng. Và qua đó, qua hai bức tranh này thì nhân vật trữ tình đã bộc lộ sự yêu đời, yêu tự do, khát khao được tự do, gắn bó với lý tưởng cách mạng của nhà thơ Tố Hữu. Các em cũng có thể quan sát cái sơ đồ tư duy bài học mà cô đã triển khai ở đây. Như vậy thì cô và các em đã vừa tìm hiểu xong bài thơ Khi con tu hú. Các em ở nhà nhớ học thuộc lòng bài thơ, nắm chắc nội dung tư tưởng và nghệ thuật của bài thơ, và tìm đọc những bài thơ, những đoạn thơ về cuộc sống và tâm tư khi ở trong tù của nhà thơ Tố Hữu. Về nhà nhớ soạn và chuẩn bị bài câu trần thuật cho tiết học tiếp theo. Cảm ơn các em đã lắng nghe bài giảng của ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các em.